Xin chào các bạn, hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn sản phẩm loa Sao 3 đến từ nhà sản xuất Samsung, modem là HVKMS651. Thì trước mặt các bạn đây là toàn bộ vỏ hộp sản phẩm. Thì mình cũng nói qua về dòng sản phẩm Sao 3 đời mới của Samsung. Đây là thuộc thế hệ mới, Samsung đã tích hợp công nghệ của súp siêu trầm vào một giải. Vì vậy trước mặt các bạn nhìn thấy đây là vỏ hộp của loa rất là gọn gàng so với thế hệ loa Sao 3 trước đây của Samsung. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng mở hộp đánh giá về chất lượng sản phẩm của HVKMS651. Ok, mình sẽ đi vào chi tiết cận cảnh hơn. Thì đây là toàn bộ vỏ hộp sản phẩm được Samsung ghi đầy đủ sao cộng. Sao cộng có nghĩa là thế hệ thay đổi mới nhất, tích hợp chung cục súp siêu trầm vào giải thanh thuộc series 6 của Samsung. Đây là tên modem. Đây là các thông số về có thể phát được nhạc 4K, chất lượng hình ảnh 4K, Ultra 4K, phát Bluetooth HD. Đây nói về thiết kế rất là gọn gàng, bởi vì Samsung cũng đã tính đến cái việc thiết kế loa Sao 3 cho TV. Thì cái mục đích mà tích hợp công nghệ của cục súp siêu trầm vào giải thanh là để cho thiết kế gọn gàng hơn, đẹp mắt hơn. Đây là toàn bộ vỏ hộp sản phẩm, rất là cứng cáp chắc chắn. Sau đây mình sẽ mở hộp sản phẩm cho các bạn xem bên trong như thế nào nhé. Đây là toàn bộ bên trong của sản phẩm. Thì sẽ gồm đây là loa. Đây là hệ thống loa Sao 3. Đây là toàn bộ hệ thống mặt sau của loa. Chút nữa mình sẽ để loa ra ngoài và sẽ đi vào chi tiết cận cảnh hơn. Đây là hộp phụ kiện, mình sẽ mở hộp phụ kiện. Ở bên trong hộp phụ kiện này thì sẽ gồm điều khiển, bộ sách hướng dẫn, dây nguồn, cáp HDMI, hệ thống giá treo của loa, và đây là thước đo và cái giá để chân. Ok, pin điều khiển mình sẽ để gọn đây. Loa rất là to và nặng. Ok, sau đây mình sẽ bỏ hết tất cả loa và phụ kiện ra bên ngoài cho các bạn quan sát. Vừa mình đã để sản phẩm ra bên ngoài
Và bên trong thì sẽ gồm điều khiển này, sách hướng dẫn, hệ thống giá treo. Còn đây là hệ thống giá để bàn. Đây là dây cáp HDMI. Cáp HDMI rất là tốt, có cả hệ thống khử nhiễu. Ok, mình vừa lắp pin vào điều khiển rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn qua về lắp pin điều khiển. Rất đơn giản các bạn nhìn này, trượt là xuống này. Đó, chúng ta lắp pin vào điều khiển rất đơn giản thôi. Còn đây là sách hướng dẫn. Ở bên trong cuốn sách hướng dẫn này được viết bằng hai ngôn ngữ, đó là tiếng Anh và tiếng Việt. Thì rất đầy đủ về cách kết nối, cách sử dụng, cách lắp đặt, rồi cả các bạn khoan treo để tường. Samsung họ trang bị sẵn những cái thước đo bằng giấy, các bạn đo lên tường và chúng ta khoan rất đơn giản. Thực sự là việc kết nối loa cũng đơn giản. Mình vừa đã kết nối loa. Kia là dây nguồn. Đó, dây nguồn đây. Chúng ta kết nối với mặt sau của loa. Loa rất là nặng các bạn. Đây, chúng ta kết nối nguồn vào đây. Thì mình sẽ giới thiệu qua về các cái công năng kết nối của loa. Đây là mặt sau của loa các bạn. Thì đây là hệ thống kết nối nguồn đây. Chúng ta sẽ có hai đầu vào. Đây chúng ta sử dụng đầu đây, kết nối dây nguồn. Rất đơn giản, chỉ cắm dây nguồn vào loa vào đây. Còn đây là hệ thống các kết nối HDMI ra vào, hai cổng HDMI, cổng quang optical, cổng wireless. Cái cổng này, cổng quang này thì các bạn có thể kết nối cổng quang với TV hoặc các thiết bị ngoại vi khác. Còn cái cổng wireless này các bạn có thể kết nối với các loa vệ tinh hoặc các loa sub khác của Samsung. Đây là cổng AUX jack 3.5. Chúng ta có thể kết nối với các hệ thống như là âm ly trước đây, hoặc là TV mà dùng những cái cổng màu AUX, cái cổng đỏ và trắng ấy, các bạn. Hoặc chúng ta có thể kết nối AUX với ô tô, trên xe ô tô. Ngoài ra chúng ta có thể kết nối Wi-Fi nha. Chúng ta có thể kết nối Wi-Fi bằng việc sử dụng app của Samsung. Chúng ta có thể nghe nhạc trực tuyến. Và từ cái kết nối đó, chúng ta có thể kết nối với các hệ thống loa vệ tinh hoặc các thiết bị loa khác qua đường Wi-Fi. Đây là những cái chân giá. Đây, cái giá này chúng ta sẽ để ở mặt bàn. Còn bên trong chúng ta cũng có thể trang bị những cái mặt này. Chúng ta có thể khoan giá treo. Đây, chúng ta có thể khoan giá treo để tường, đỡ tường. Thì vừa rồi thì mình cũng đã giới thiệu qua về cái các cổng kết nối của loa. Đây là mặt sau, các bạn theo dõi toàn bộ mặt sau. Hoàn toàn bằng hợp kim kim loại màu bạc, rất là sáng. Với cái hợp kim này thì cho chúng ta một thiết kế là màu bạc, sáng, sang trọng và không bám vân tay. Còn đây là tem của nhà sản xuất. Khi chúng ta nhận được loa thì sẽ kích hoạt bảo hành bằng cái số thứ tự này. Chúng ta có thể check cái số thứ tự này vào hoặc quét mã QR để chúng ta check bảo hành của loa trên hệ thống. Thì khi các bạn nhận được hàng sẽ nhắn tin cho mình cái số thứ tự này, mình sẽ kích hoạt giúp các bạn. Đó, công ty điện tử Samsung, xuất xứ tại Trung Quốc. Mình cũng giải thích thêm cho các bạn biết về xuất xứ tại Trung Quốc. Đây là hàng chính hãng của Samsung và nhà máy Samsung ở bên Trung Quốc là chuyên sản xuất loa. Còn đâu Samsung ở Việt Nam thì là sản xuất điện thoại. Đó, vì vậy là Samsung Trung Quốc sản xuất loa và Samsung Việt Nam phải nhập khẩu về. Đó, đây là thông tin về tên modem. Ok, thì sau đây mình sẽ lật lại. Đây là mặt ngang, cũng hoàn toàn bằng hợp kim luôn, trơn mịn. Đây là mặt trước của loa. Như các bạn nhìn thấy, một mặt phẳng màu bạc, rất là mịn.
Bên này là logo Samsung. Ok. Những cái góc này được Samsung làm những cái viền rất là đẹp và điệu đà. Còn đây là mặt lưới bằng hợp kim, kim loại màu bạc. Ở cái tông của MS651 là hoàn toàn màu bạc, khác với MS550 màu bạc. Đây là một thiết kế rất là đẹp, màu sáng, rất là sang. Ở bản loa, chiều dài của loa khoảng 1m2 các bạn nhé. Chiều ngang này là khoảng 17cm, hơn 17cm. Mình xin giới thiệu qua về cái công suất của loa. Đây là hệ thống loa số kênh là 3.1. Các bạn nhớ nha, MS651 công suất là 450W và loa là hệ số kênh là 3.1. Các bạn trải nghiệm âm thanh rất là ok. Ok rồi. Vừa các bạn cũng đã xem qua về cái thiết kế bề ngoài thì như vậy. Còn bây giờ là ở bên trong thì đây là hệ thống điều khiển. Thì đây là nút bật tắt. Các bạn xem, bật tắt này. Mình mở này. Ok, on. BT, BT có nghĩa là Bluetooth, chế độ Bluetooth. Thì đây là cái nút để chúng ta có thể tùy chọn các chế độ đầu vào. Ví dụ đang Bluetooth rồi, các bạn bấm. DIN có nghĩa là cổng quang, các bạn kết nối cổng quang. AUX là cổng AUX. HDMI, Wi-Fi, chúng ta có thể kết nối Wi-Fi. BT thì mình sẽ quay lại Bluetooth để chút nữa mình sẽ kết nối loa với chiếc điện thoại của mình, phát nhạc, phát một đoạn nhạc để các bạn trải nghiệm. Thì đây là cái nút cài đặt. Cái nút cài đặt này các bạn có thể tùy chọn cài đặt được cái âm lượng bass, âm lượng chest của loa, hoặc cái tính năng, những cái tính năng đồng bộ. Đó, tính năng đồng bộ của loa. Ok. Còn đây là cái hiệu ứng âm thanh vòm, các bạn có thể bật tắt cái hiệu ứng này lên. Bật tắt on này, chúng ta mở hiệu ứng âm thanh vòm. Như các đời thế hệ mới, HVKMS có nghĩa là dòng MS, là dòng tích hợp súp đi chung với giải thanh này, thì Samsung trang bị cái tính năng hiệu ứng âm thanh vòm khi các bạn nghe dạng vòm rất là hay. Các bạn hình dung là một giải thanh của loa chúng ta đặt ở đây, nhưng khi mở nhạc ở trong căn phòng thì các bạn sẽ có cảm giác nghe nhạc một dạng tỏa vòm xung quanh, có nghĩa hiệu ứng khi mà chúng ta nghe âm thanh nó sẽ vòm sang bên phải, bên tay trái hoặc đằng sau, nghe rất là hay. Thực sự là mình rất ấn tượng về cái hiệu ứng âm thanh vòm của Samsung. Còn đây là cái chế độ thông minh đồng bộ cái chất lượng âm thanh của mình với hoàn cảnh khi đang phát. Ví dụ các bạn mở vào một đoạn nhạc hay các bạn xem phim thì loa sẽ tự động auto điều chỉnh cái hiệu ứng âm thanh phù hợp với cái hoàn cảnh của bài hát, rất là hay. Còn đây là chế độ sound mode. Chọn khi các bạn chọn chế độ này là chế độ tùy chỉnh. Ví dụ như chúng các bạn nghe nhạc thì chọn music, hoặc xem phim thì chọn chế độ xem phim hoặc xem thể thao, các bạn có thể tùy chọn đây. Đó. Music đây, music. Sport. Movie, xem phim đấy. Ok, mình sẽ quay về chế độ music. Sau đây thì mình sẽ kết nối loa với chiếc điện thoại của mình để các bạn trải nghiệm qua về âm thanh. Đã kết nối. Ok. Ok, mình sẽ phát toàn nha. Khi các bạn nghe nhạc mình thu qua điện thoại thì chất lượng âm thanh nó sẽ không thể nào bằng bên ngoài được. Các bạn sẽ nhìn qua nhé. Đây là tăng giảm âm lượng này,
mình quên, đây là nút tăng giảm âm lượng, chúng ta có thể gạt lên là tăng, gạt xuống là giảm âm lượng, và đây chế độ tăng giảm bass. Thì mình xin nói thêm về cái nút này. Công suất của loa là 450W, thì mình đang mở mức đây ví dụ như là 12, thì các bạn sẽ nghe và trải nghiệm. Các bạn nghe bên ngoài thì công suất sẽ rất là cao, vì vậy mình sẽ không thể nào, khi mình đang thu ở trên điện thoại này thì mình sẽ không thể mở mắc 100 được, nhưng loa có thể mắc lên 100. Các bạn hình dung đây 15-16, chúng ta có thể tăng lên 100. Các bạn nhớ nha, điều khiển có thể tăng lên đến 100, công suất rất là cao. Ok, chúng ta giảm. Thì chút nữa mình sẽ mở ở mức dao động bình thường, mình nghe ở trong phòng thì rất là ok rồi, thì chỉ tầm 20, chỉ khoảng tầm 20, nghe nhạc cũng rất là to. Ok, mình sẽ phát cho các bạn trải nghiệm qua về chất lượng âm thanh. Mình xin nói thêm là đây là ở những cái nút dạng tròn, đây là chúng ta sang phải sang trái lên xuống, thì sang phải sang trái là chọn qua bài, quay lại bài, stop, và chúng ta có thể nhớ bài, tính năng nhớ bài. Và ở đầu loa đây thì là các nút điều khiển là bật tắt, chọn chế độ và tăng giảm âm lượng. Ở vừa thì mình cũng phát qua một đoạn nhạc để các bạn trải nghiệm. Thì ở cái mức là mình mở là chỉ 20-22 thì nghe cũng trong phòng rất là to rồi. Thì thực sự nếu mà các bạn mà mở max volume thì
đập nhà sàn rất là căng với công suất 450W. Đây là một công suất rất là căng, cao. Ở khi mà cái hiệu ứng âm thanh vòm mà chúng ta bật, tùy chọn hiệu ứng âm thanh vòm ở đây thì sẽ đem cái trải nghiệm về âm thanh nó rất là sâu, rất là rộng, dạng vòm. Vì vậy loa được trang bị ở dưới TV để phòng khách rộng, rất là thoải mái. Các bạn khỏi phải lo về công suất của loa hoặc là cái trải nghiệm âm thanh sâu rộng nếu phòng khách của chúng ta rộng. Còn khi các bạn có thể trang bị loa để phòng ngủ, chúng ta bắt nhạc nghe qua Bluetooth với điện thoại hoặc iPad thì rất là tuyệt vời, rất là tiện. Với công suất này thì chắc chắn là đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các bạn, từ nghe nhạc bolero, nhạc nhẹ, nhạc vàng, hoặc các bạn có thể nghe nhạc sàn thoải mái. Thì vừa rồi mình cũng đã làm một cái review đánh giá qua về cái thiết kế của sản phẩm cũng như là cái chất lượng âm thanh của loa. Thì các bạn đặt hàng loa HVK-MS651 thì có thể liên hệ với bên mình qua website là sao3tv.com, hoặc các bạn có thể liên hệ qua hotline Facebook, Zalo bằng số điện thoại 0977 254 396. Thì ở bên mình ship hàng và thanh toán tận nơi trên toàn quốc. Các bạn chỉ phải thanh toán tiền khi các bạn nhận trên tay sản phẩm của mình tại nhà. Việc thanh toán rất là đơn giản. Ok. Còn về cái chế độ bảo hành của Samsung thì tất cả các thiết bị của Samsung đều được bảo hành điện tử toàn quốc. Có nghĩa là khi nếu các sản phẩm của Samsung gặp sự cố, ví dụ như là loa Sao 3 đi, các bạn gặp sự cố thì có thể điện cho tổng đài bảo hành, họ sẽ điều nhân viên tới tại nhà lấy kết quả đi bảo hành và trả kết quả tại nhà cho các bạn. Vì vậy là cái việc chăm sóc khách hàng của Samsung mình đánh giá rất là cao, rất là tốt. Các bạn khỏi phải lo về vấn đề chế độ bảo hành của loa. Tất cả các sản phẩm các bạn nhận được sẽ là mới 100% nguyên bản, nguyên nhà sản xuất. Ok. Đặt hàng thì nhớ liên hệ bên mình qua số điện thoại 0977 254 396. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn trong các sản phẩm lần sau.